Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Đắc Tô, chiều ngày 19 tháng 2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang đến thăm làm việc với nhân dân thôn Tây Bên, xã Văn Lem. Thăm và làm việc với bà con nhân dân thôn Tây Bên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ thôn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, hạn chế tình trạng sinh con thứ ba, đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi dần diện tích trồng cây mì kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng như cao su, cây thông, cải tạo vườn tạp để trồng cây mắc ca, đưa giống lúa mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy động viên bà con siêng năng lao động sản xuất, các gia đình hướng dẫn con cháu chăm chỉ làm ăn để từng bước thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho Ban công tác mặt trận thôn, trao tặng 7 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và người có uy tín trên địa bàn thôn Tây Bên.